Chào các bạn nha. Bữa nay thì mình đi qua cái bãi này câu nha. Bãi này bãi mới. Đi xuống đây để câu cá hố mà không biết bữa nay có câu được cá hố nào không. Bãi này mới nha các bạn. Bữa nay nè mọi người, bữa nay nhìn đây là nhìn ngược lên cái cầu Akashi nha các bạn. Mấy bữa thì mình ở đứng bên kia mình dòm qua, nay mình ngược lại nha, nay đi qua bên đây xa rồi. Ở đằng đó cũng có mấy cầm thủ đang chờ tới chút nữa xíu nữa là câu nha các bạn. Có chiếc máy bay chuẩn bị nó hạ cánh à. Đây nhìn thấy sân bay luôn. Sân bay nằm trên biển luôn nha các bạn. Xa quá không thấy được rồi. Chiếc máy bay nó hạ cánh mà nhìn không thấy các bạn, xa quá. Cửa này sắp hoàng hôn rồi các bạn ơi, hoàng hôn mà. Anh Quý câu được con cá rồi nè các bạn. Cá hố dài hòn luôn. Rồi để xuống, đạp xuống nha, để xuống đạp nha. Quý rồi nha. Móc vô ngay con ngắt luôn. Câu rồi, mẹ nãy giờ. Ủa, nó còn nhanh mà sao nó ăn còn tao. Mày anh phải ngừng lại cho nó ấy. Đừng cho nó có thời gian nó ăn. Thôi con của anh cùng nghỉ luôn, để là câu lại được luôn. Câu được chúng tao câu được. Nãy giờ được hai con rồi nè các bạn. Được hai con nha các bạn. Nãy con đầu mình không có quay được. Với phần này trời tối á, trời tối không quay nhìn được không thấy. Chỉ quay khúc dính cá thôi nha. Bạn câu đường mạch đi nha. Các bạn câu cá hố này á thì nhìn cái lưỡi câu này nha các bạn. Bắt con cá như này, ở dưới nó có hai cái chốt này. Bình vô. Đó. Ở đây lấy sợi kẽm nha các bạn, sợi kẽm. Quấn vô, quấn cá chính như này. Thank you.
nè các bạn. Đây, như vậy nè nha. Để câu cá cá hố nha. Cá hố cá đào á. Bên đây anh Tiên anh cũng câu được một con nè. Rồi rồi, gửi em. Cắt cái đầu nó đi nha các bạn, xong này để nó cắn cái là chảy máu, cái hàm răng nó ghê lắm. Đây, cái mồi câu nè các bạn. Đây cái đuôi của con cá, câu cá luôn nha. Mồi này rất là ok luôn. Được 3 con rồi. Tự văng móc đầu em nha. Đây các bạn, được 3 con rồi. Cứ giờ lên tàu về rồi nha các bạn.